Hàn Quốc tạo siêu địa chấn, hạ gục Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 đầy ngoạn mục. Với 6 điểm trong 2 lượt trận, Bồ Đào Nha đã chính thức có cho mình tấm vé bước vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, để tránh khỏi viễn cảnh tụt xuống vị trí nhì bảng và phải đối đầu tuyển Brazil, trên lý thuyết đoàn quân của huấn luyện viên Fernando Santos vẫn cần tránh khỏi một trận thua trước Hàn Quốc. Dù vậy, Santos vẫn quyết định xoay tua lực lượng để tạo điều kiện cho những nhân tố chủ chốt như Ruben Dias, Bernardo Silva hay Bruno Fernandes nghỉ ngơi. Không nằm ngoài dự đoán, đội hình tương đối xáo trộn của CL Cao châu Âu đã gặp khá nhiều khó khăn trước Hàn Quốc. Phút thứ 5, Bồ Đào Nha sớm có cho mình bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Ricardo Horta, người mới có được lần đầu tiên đá chính tại World Cup năm nay. Xuất phát từ đường truyền vượt tuyến chất lượng của Pepe, Diogo Dalot kiểm soát bóng ấn tượng, đi bóng vượt qua một hậu vệ bên phía Hàn Quốc trước khi tung ra đường truyền dọn cỗ cho Horta ghi bàn. Song, Bồ Đào Nha đã không thể duy trì được thế trận vượt trội và đến phút thứ 17 thì mảnh lưới của Diogo Costa cũng rung lên, nhưng tiếc cho Hàn Quốc khi có đến hai cầu thủ rơi vào thế việt vị. Dù vậy, họ cũng không cần phải chờ đợi lâu khi Kim Jong-un có một pha chớp thời cơ dứt điểm chuẩn xác từ tình huống phạt góc để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha thi đấu chủ động hơn và nắm giữ phần lớn quyền kiểm soát bóng nhưng lại không thể tìm kiếm được bàn thắng. Tương tự là bên phía Hàn Quốc, họ cũng tỏ ra bế tắc trong phần lớn thời gian trước khi cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm kỳ tích ở những phút cuối trận và cuối cùng, nó đã xảy ra. Phút 90+1, xuất phát từ một tình huống phạt góc của Bồ Đào Nha, Hàn Quốc chớp thời cơ tổ chức phản công với pha dốc bóng của Son Heung-min. Dù bị đến 3 cầu thủ đối phương vây áp, anh vẫn bình tĩnh và tung ra pha kiến tạo đẳng cấp giúp Hoang Hee-chan ghi bàn và ấn định chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc cho Hàn Quốc. Với chiến thắng 2-0 của Uruguay trước Ghana trong trận đấu cùng giờ, Hàn Quốc đã chính thức bước vào vòng 16 đội nhờ số bàn thắng ghi được nhiều hơn so với đại diện đến từ Nam Mỹ,